Hi, xin chào các bạn, rất vui được trở lại với các bạn trong video số 12. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết cách thực hiện các lệnh sau đây. Lệnh thứ nhất, lệnh vẽ đám mây. Lệnh thứ hai, lệnh vẽ đường cong bất kỳ. Lệnh thứ ba, lệnh vẽ ellipse. Thứ tư, là lệnh vẽ point, là những cái điểm chia đó các bạn. Trước tiên, mình chia sẻ với các bạn lệnh vẽ đám mây. Đám mây là những cái này nè các bạn. Ví dụ trên băng vẽ kiến trúc của mình đó, từ lúc mà các bạn vẽ phác thảo để mà mình báo giá thì cho đến lúc mà mình thi công và hoàn công, gần như mình thay đổi rất là nhiều lần. Thì mỗi khi thay đổi đó thì các bạn nên vẽ cái đám mây, mình đánh cái khu vực vừa thay đổi cho người thợ, người công nhân ở dưới công trường người ta chú ý chỗ đó. Hoặc là trên cái bản vẽ chi tiết cơ khí thì mỗi khi bạn thay đổi ở đây bạn cũng phải quành cái đám mây lại để gửi xuống xưởng cho người công nhân người ta chú ý chỗ này. Thì làm sao để vẽ được đám mây này, mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Để vẽ đám mây cho đẹp, trước tiên bạn vẽ dùng lệnh vẽ hình chữ nhật hoặc hình tròn hoặc polyline, vẽ tương đối cái biên dạng cái khu vực cần đánh đám mây. Ví dụ cái khu vực mình đánh đám mây thường nó có hình chữ nhật thì bạn dùng lệnh hình chữ nhật, mình vẽ tương đối cái khu vực cần đánh đám mây. Ví dụ mình cần đánh đám mây khu vực chỗ này, bạn thấy không, vẽ tương đối thôi, vẽ hình chữ nhật nha. Rồi sau đó nhập lệnh vẽ đám mây vào. Sau khi nhập lệnh vẽ đám mây xong, bạn kích vào arc len. Tại sao phải kích vào arc len? Tại vì đám mây là cấu tạo từ những cung tròn nối tiếp nhau nè, cho nên đầu tiên là bạn phải ấn định cái chiều dài của cái cung này. Ví dụ cái cung bạn cho cái chiều dài lớn lên, lát cái cung nó thưa ra, cái bạn cho cái chiều dài này nhỏ, lát cái cung nó sẽ nhặt nó lại, nó khích nó lại. Thì cái việc đầu tiên bạn kích vào arc len nè, rồi sau đó nó yêu cầu bạn nè chỉ ra cái chiều dài của cung nhỏ nhất. Ví dụ nhỏ nhất mình cho 100, lớn nhất mình cho 200, thì một lát nữa nó vẽ cho mình cái đám mây cứ một cung trăm, nó dao động trong khoảng từ 100 đến 200, không dưới mà cũng không trên. Thì thôi, mình để thực hiện cho đơn giản á, thì mình cũng không cần phải nhập giá trị nào ở đây. Bạn chỉ việc là lít chuột trái thì nó nhất, bạn rê chuột bằng canh nè, giả sử bằng lít đây, lát từ đây đây quanh cho bằng một cung, mình canh tương đối thôi ha, lít chuột trái để chọn điểm thứ hai. Rồi sau đó nó yêu cầu mình là chỉ ra cái chiều dài lớn nhất của cung tròn, thì mình chỉ việc kích chuột phải cho nó chọn giá trị này luôn. Kích chuột phải, rồi sau đó bạn kích vào cái biến object. Object là đối tượng, đối tượng tức là cái biên dạng vẽ sẵn đó nè, bạn kích vào object nha. Sau đó bạn kích chọn vào cái hình chữ nhật, cái thì như vậy nó sẽ biến cái hình chữ nhật này thành đám mây, nó biến cái biên dạng này thành đám mây, bạn thấy không? Cái khoảng cách cái cung này chính là khoảng cách giữa hai điểm hồi nãy bạn chỉ ra đó. Đó, hồi nãy bạn chỉ thưa ra thì nó hoành cho bằng cái cung lớn, chỉ gần lại thì nó hoành cho bằng cái cung nhỏ. Rồi trong cái khoảng cách này mình canh tương đối bằng mắt. Sau khi mình kích vào object, mình chọn đối tượng xong rồi mình kích chuột phải để kết thúc, xong nó đã vẽ cho mình cái đám mây. Ví dụ cái khu vực mình cần đánh đám mây có dạng hình tròn thì bạn dùng lệnh vẽ hình tròn, bạn vẽ bao cái khu vực cần đánh đám mây ra trước. Bây giờ mình nhập lệnh vẽ đám mây để mình biến cái hình tròn này thành đám mây nè. Đầu tiên nhập lệnh vẽ đám mây cũng tương tự như vừa rồi, nhập lệnh vẽ đám mây, kích vào arc len, kích chuột trái chọn điểm thứ nhất, rê chuột canh tương đối bằng mắt, kích chuột trái chọn điểm thứ hai. Khoảng cách hai điểm này chính là một cái cung tròn lát nó hoành ra đó các bạn. Sau khi chọn điểm thứ hai xong, bạn kích chuột phải để chấp nhận cái giá trị của cung lớn bằng cung nhỏ. Kích chuột phải để chọn giá trị này nè, kích chuột phải nha. Rồi sau đó bạn kích vào object, rồi bạn chọn cái biên dạng vừa vẽ trước đó thì nó sẽ biến cái biên dạng này thành đám mây. Rồi bạn kích chuột phải để kết thúc. Ok, ví dụ khu du lịch mình cần đám mây mà có dạng hình chữ U, có hình dạng chữ U, mình qua bằng vẽ kiến trúc nha. Cái khu vực mình cần đánh đám mây có dạng chữ U đi, hoặc là chữ L thì mình làm sao? Ví dụ mình cần đánh đám mây cái khu vực chỗ này nè, đây cần đánh đám mây khu vực này nha. Đó. Thì đầu tiên bằng dùng lệnh polyline, bằng vẽ trước cái biên dạng đó. Ví dụ nè, đây đây qua, bằng vẽ cho thẳng góc thì bật cái 8 lên nha. Rồi tới đây đi, rồi mình đi xuống tới đây, mình bọc lên tới đây, rồi mình bao lên tới đây nha. Vẽ tương đối thôi mà, biên dạng là bằng vẽ tương đối, không cần cái thứ gì cả. Rồi vẽ tương đối thôi, ra lên, rồi quay về điểm xuất phát. Đây bây giờ mình biến cái này thành đám mây nè, cái đường màu đỏ đó các bạn, đó mình biến cái đường màu đỏ thành cái đám mây ở cái khu vực chữ L nè. Rồi cách làm như sau cũng tương tự như hai cách vừa rồi. Đầu tiên bạn nhập dạng đám mây, kết vào arc len, rồi chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai, bằng canh tương đối nè. Thì mình thưa quá lát nó quanh cái cung hơi lớn thôi, mình canh như thế này là vừa nè. Rồi điểm thứ hai đây đi, điểm thứ nhất nó chọn đây rồi, điểm thứ hai chọn đây được nè, canh tương đối tới chuột trái.
Rồi sau đó bằng kích chuột phải để chấp nhận giá trị này nè. Kích chuột phải nha. Sau khi kích chuột phải xong rồi, bạn kích vào Object. Rồi bạn chọn cái biên dạng phải chuột kết thúc. Xong, bạn thấy không, nó biến thành đám mây này nè. Chuyển qua màu đỏ thì các bạn thấy ra rõ. Đó, màu đỏ đó. Cái đám mây này mình muốn cho nó đậm lên thì làm sao? Để thay đổi cái độ đậm của đám mây này đó, thì các bạn nhập vào lệnh BEDIT BE, bạn nhập vào BE, Enter. Sau đó bạn chọn cái đám mây nè. Rồi bạn kích vào cái biến width, width là cái độ rộng của cái nét vẽ đó, kích vào width. Rồi nó yêu cầu bạn nè, specify new width for all segment, tức là chỉ ra cái độ rộng mới của cái phần tử này. Rồi mình nhập vào thôi, bạn muốn cho cái nét này nó đậm lên 50 ly thì bạn nhập vào 50 ly, enter. Bạn thấy nó đậm lên không? Rồi sau đó bạn gõ enter để kết thúc. Xong. Thì khi in ra cái nét này nó sẽ đậm lên, bạn chú ý cho đó ha. Rồi tiếp theo đó là còn trong trường hợp bạn vẽ đám mây mà bất kỳ theo cái mình rê tới đâu nó vẽ tới đó thì bạn làm như sau, bạn nên dùng ba cách vừa rồi mình chỉ nha. Còn cách này thì mình vẽ bất kỳ cách này nhập lệnh, tức là cách này mình không cần phải vẽ trước cái biên dạng. Đầu tiên nhập lệnh vẽ đám mây, bạn cũng kích vào arc length, rồi sau đó bạn chỉ hai điểm bằng canh tương đối trên bản vẽ nè, chỉ hai điểm để mình làm cái cung á, chiều dài cung đó, lít chuột trái điểm thứ hai, sau đó kích chuột phải để chấp nhận giá trị vừa rồi. Sau đó bạn chọn điểm xuất phát bằng vẽ thôi, chọn điểm xuất phát bằng di chuyển chuột tự động nó vẽ. Bạn thấy không, cái khoảng cách cung này chính là khoảng cách giữa hai điểm này bạn chỉ đó, bạn không có lít gì cả, bạn chỉ rê chuột tự động nó vẽ ra thôi nè. Bạn muốn bao khu vực nào bạn rê, thì đây là một hình thù bất kỳ, bạn thấy không đó, bạn thấy bạn rê tới đâu nó vẽ ra tới đó nè. Để quay về điểm xuất phát thì bạn rê gần điểm xuất phát tự động nó bắt vào và nó nhả chuột ra luôn. Đây, mình vừa vẽ cái đám mây này nè. Đó, màu đỏ đó các bạn. Bạn thấy không? Rồi, đó là mình vừa hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách thực hiện của đám mây. Rồi, các bạn cố gắng làm theo, từ từ mình làm theo. Chưa làm được thì các bạn cứ pause, mình coi video rồi mình làm lại nha. Rồi, làm không được các bạn hỏi ở bên dưới á. Cái nào bạn chưa hiểu bạn hỏi trong một comment á, mình sẽ trả lời cho các bạn. Lệnh tiếp theo mình chia sẻ với các bạn là lệnh SPLINE, lệnh tắt đó là SPL, nó dùng để vẽ một cái đường cong bất kỳ có thể hiệu chỉnh được nha. Thì lệnh này mình ứng dụng để làm gì? Ví dụ như trong cơ khí mình dùng để vẽ những cái đường mặt cắt á. Ví dụ mình có cái chi tiết cơ khí như thế này đó. Thì mình cần tạo mặt cắt, hoặc ở đường ống á, mình vẽ mặt cắt thì dùng lệnh này vẽ nè, nhập lệnh rồi người ta vẽ ra thôi. Đây, thì làm sao mình vẽ được cái đường này? Đó, cái đường cong này nè. Đó. Hoặc là ở trong kiến trúc xây dựng trên các mặt bằng quy hoạch đó, người ta vẽ mấy cái đường cong, vẽ sông, vẽ suối rồi đó các bạn. Đây ta vẽ sông, vẽ suối rồi nè, đó những cái đường cong. Bạn thấy không? Hoặc là đồi, vẽ đồi núi rồi đó, để thể hiện đồi núi. Hoặc là trong nội thất thì người ta vẽ những cái hoa văn trang trí, vẽ những cái hoa văn trang trí. Đó, vân vân. Thì để thực hiện cái lệnh này mình làm như sau. Đầu tiên mình nói là vẽ trang trí nha. Ví dụ mình có một cái mảnh sắt kích thước cụ thể đây, hoặc mảnh gỗ, mình cần vẽ những cái hình thù ra để mình cắt những cái hình thù mình muốn. Đầu tiên các bạn nhập lệnh nè, chọn điểm, chọn điểm bằng lấy chuột trái, bằng chọn điểm bằng vẽ thôi. Giờ mình cứ rê bằng vẽ. Đầu tiên bằng vẽ thô ha, bạn chọn càng nhiều điểm thì càng tốt. Mình vẽ thô ra cái hình thù trước cái đã. Bằng vẽ thô ra, bằng vẽ thô cái hình thù ra. Bằng cái rê chuột bằng lít bằng vẽ thôi. Đó. Rồi. Sau đó, mình thấy nó giống con tê giác quá ha. Rồi, chọn nó nè. Bây giờ bắt đầu mình mới tiến hành, đầu tiên bằng vẽ thô ra trước, rồi mình mới chọn nó. Chọn nó thôi chứ không có nhập lệnh gì cả. Chọn nó, bạn thấy nó xuất hiện những chấm màu xanh không? Rồi bạn lít ngay cái điểm màu xanh đó, lít một cái thôi, bạn không có giữ con chuột, lít rồi nhả con chuột ra liền. Bạn thấy nó chuyển qua màu đỏ, rồi bạn di chuột, chuyển chuột đến cái điểm mới nè. Bạn thấy không, rồi bạn lít chuột cái thì nó sẽ kéo ra. Lúc này bạn canh chỉnh theo cái hình thù mà bạn mong muốn, bạn cứ ngồi bạn canh chỉnh nha. Tùy theo bạn vẽ cái hình thù gì, bạn cứ ngồi bạn canh chỉnh, đó. Mình kéo được nè. Bạn ngồi bạn kéo, bạn canh chỉnh cho nó ra được hình thù. Đó là cái lệnh SPLINE. Còn để vẽ những cái đường cong, mặt cắt, giả sử đây là cái đường ống đi, đường ống nước, mình cần vẽ cái mặt cắt ở chỗ này thì làm sao? Thì để vẽ mặt cắt mình chỉ cho các bạn hai cách để vẽ mặt cắt. Cái thứ nhất mình vẽ hình tròn nè,
hình tròn. Cái tâm của nó là nằm ở giữa điểm này và điểm này, để tìm điểm giữa này bạn đè phím shift xuống kích chuột phải, bạn kích ở đây nè, này tìm trung điểm hai điểm nè, điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai ở đây nè, bạn thấy nó bắt vào tâm đó không? Rồi điểm đến là điểm này nè, xong cái bạn copy cái hình tròn này xuống nè, copy hình tròn này xuống, đó, copy xuống, sau đó các bạn dùng lệnh tr là lệnh trim á, tr enter hai lần, rồi bạn cắt cái này bạn bỏ đi. Bây giờ là mình đã vẽ được cái mặt cắt của cái ống nước thể hiện như thế này cho anh ta thấy là tròn. Hoặc bạn cũng có thể vẽ mặt cắt theo hình thù này, bạn dùng lệnh SP line bạn vẽ ra. Để vẽ lệnh SP line cho nó đẹp thì đầu tiên bạn vẽ một cái đoạn thẳng trước, sau đó bạn nhập lệnh SP line là mình đang hướng dẫn cho bạn lệnh này nè, nhập lệnh chọn điểm xuất phát ở đây, điểm thứ hai bạn canh tương đối nè, điểm thứ ba bạn cũng canh tương đối nè, bạn thấy không? Rồi điểm thứ tư bạn chọn nè, phải chuột kết thúc xong, sau đó bạn chọn nó, bạn nắm bạn kéo lại, bạn canh lại, canh lại cho nó đều lại chút xíu nha. Đó, canh cho tương đối cho nó đều lại. Xong, để dễ mà cắt, bằng nhập là lệnh SP line cái nữa. Đây nè, bằng dễ hoành lên. Phải chuột kết thúc, rồi bằng canh á, bằng kéo lại nè. Đó, bằng kéo lại cho nó đẹp nha. Đó, bằng kéo lại. Rồi sau đó mình xóa cái line mình bỏ đi. Thì bằng dễ theo kiểu này, hoặc là vẽ theo kiểu này. Mình thấy kiểu này đẹp hơn nè. Còn kiểu này thì nhìn nó không được đẹp lắm. Đó, bằng canh chỉnh lại. Đó, nó hẹp hẹp lại chút. Ok ha. Hoặc là trên một cái chi tiết á, bạn cần vẽ một cái mặt cắt ra, mặt cắt ngang ra, mình thể hiện nó dài quá, trên cái mặt cắt bạn vẽ cái cây dầm chứ không cây đà, mình cắt ngang S B L enter, mình vẽ mặt cắt tượng trưng thôi mà. Đó, bằng canh tương đối nè, tương đối lấy chuột trái không á, nãy giờ mình lấy chuột trái nha các bạn, phải chuột kết thúc. Rồi bằng offset ra, offset là mình từ từ mình sẽ học tới lệnh offset, lệnh copy sao nha, mình sẽ chỉ cho các bạn lệnh này sao. Trước mắt bạn quan tâm lệnh SP line, rồi sau đó mình mới copy cái là cái đường cong này ra nè. Đó, rồi sau đó mình trim, mình cắt chỗ này đi nè, tr enter hai lần, cắt nè, cắt nè, để chết. Thì cái này cũng là SP line để vẽ đó các bạn. Rồi mình đã vừa là trường hợp mà mình cần thêm điểm để mình điều chỉnh cái lệnh SP line, giả sử đường SP line mình thấy hiện tại nó 1 2 3 4, bây giờ mình cần thêm chỗ này điểm nữa, tại bạn muốn chỉnh, muốn kéo điểm này đi thì bạn phải có cái chấm một màu xanh ở đây. Hiện tại anh chỉ cho bạn kéo điểm này thôi nè, bạn thấy anh cho bạn kéo điểm này, cho bạn kéo điểm này, nhưng bây giờ mình muốn kéo tại chỗ này thì sao? Tức là bạn muốn thêm một cái điểm vào đây, chèn một điểm vào đây bằng cách bạn nhấp hai lần chuột trái vào đường cong đó, nhấp hai lần chuột trái nha, nhấp nhanh lên, sau đó bạn thấy nó hiện ra cái dòng ở bên dưới, bạn kích vào, bạn kích vào cái biến là ở đây là add vertex này, bạn kích vào đây, sau đó bạn kích vào add thêm, rồi bạn chỉ ra vị trí thêm, dùng thêm đây, bạn click chỗ nào bạn thêm chỗ đó thôi nè, bạn thấy không, bạn thêm cái điểm cho bạn đó, thêm, rồi không thêm nữa, phải chuột kết thúc, phải chuột 3 lần, bạn phải chuột 3 lần nó nhả ra. Bạn thấy bây giờ nó có nhiều điểm cho bạn kéo không? Đây lúc này mình đó, bạn cứ click ra mấy cái điểm này nó kéo đi thôi nè. Nó có nhiều điểm cho bạn kéo. Đó là trường hợp mình thêm điểm để điều khiển cái đường cong này. Đây thêm điểm để mình chỉnh. Đó mình có thể kéo đi nè. Rồi đó là đầy đủ về cái lệnh vẽ đường cong. Trường hợp bạn vẽ đường cong kính thì nhắc nói thêm, trong trường hợp bạn vẽ đường cong kính thì bạn lưu ý nè, chọn nếu bạn lít vào đây thì nó sẽ bị gấp khúc, để nó không bị gấp khúc đó thì bạn gõ là khép kính, bạn kích vào C nha, lâu nè, bạn thấy nó quay về không, đó thì nó lúc này nó sẽ không bị gấp khúc chỗ này. Còn nếu mà bạn vẽ mà bạn không xài biến lâu á, nó bị gấp khúc tại chỗ đó đó. Đây ví dụ như mình quay về nè phải chuột kết thúc, bạn thấy nó gấp khúc chỗ này không? Đó, cho nên tránh gấp khúc thì bạn gõ C enter. C là bạn chọn low, low tức là quay về cái điểm xuất phát thì nó sẽ liền qua, nó không có bị gấp khúc, chú ý cho đó. Lệnh tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn là lệnh vẽ ellipse, lệnh vẽ hình oval đó bạn, hình trứng vịt đó. Lệnh tắt nó là EL, thì cách thực hiện của lệnh này như sau. Ellipse là hình này nè. Này, ellipse là hình này nè các bạn. Thì làm sao để vẽ được hình này? Bạn tưởng tượng cái lệnh này, hình này nó có là đây mình review cho bạn thấy nè. Bạn chờ xíu nó hiện ra đó, bạn thấy không? 1 2 3, bạn thấy nó có 3 điểm không? Điểm thứ nhất bạn coi đây là 1 đi, đây là 2 nè. 1 2 3 4 nha. Mình đánh số cho các bạn nè.
Enter để đánh số, từ từ chỉ cho test. Bạn quan tâm lệnh elif nó đang hiện ra đó, đang hiện cái cửa sổ test ra. Rồi, 1. Cho nó lớn xíu nha. Từ từ, đừng có vội, từ từ nha các bạn. Mới học mình cứ từ từ, còn các bạn mà mình đã có được kiến thức cơ bản rồi thì vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nha. Thì mình chỉ cứ là không phải là chỉ hướng dẫn cơ bản không, mà mình hướng dẫn đầy đủ cho các bạn để làm việc từ cơ bản đến nâng cao luôn. Cho nên các bạn mình đã có được cái kiến thức cơ bản rồi, mình cũng kiên nhẫn theo dõi thì mình chỉ cho nó full kiến thức. Một ở đây, rồi mình cho đây là 2 đi, đây là 3, 4, mình tưởng tượng mà đánh số cho các bạn dễ hiểu. Đây này 3, này 4, 4, 1, này 2 nha. Rồi bạn hiểu là nó có 4 đỉnh á, thì để vẽ cái clip này cách thực hiện như sau. Đầu tiên bạn nhập lệnh ENL Enter từ bàn phím hoặc là bạn kích vào đây. Chọn cái đỉnh xuất phát, cái đỉnh xuất phát này bạn hiểu là một trong 4 đỉnh này. Bạn có thể có quyền hiểu là một trong 4 đỉnh. Ví dụ điểm xuất phát mình hiểu là đỉnh số 1 thì bằng bật F8 lên cho hình clip mình nó thẳng góc nha. F8 tức là cái này nè, auto nè. Nè, phím tắt bạn thấy là F8 không? Nó mở ngoặc là ghi F8 đó. Rồi mình đang chỉ xuống, có nghĩa là bạn chọn hiểu điểm 1, bạn chỉ xuống 2, bạn nhập khoảng cách 1, 2 vào. Nếu bạn hiểu là 2 thì bạn chỉ lên, bạn nhập khoảng cách 2, 1. Nếu bạn hiểu là 3, bạn chỉ qua 4 thì bạn nhập khoảng cách 3, 4. Nếu bạn hiểu 4 thì bạn chỉ qua 3, bạn nhập khoảng cách 4, 3. Thì bạn hiểu là đỉnh nào cũng được. Rồi, bây giờ mình hiểu là đỉnh số 1, mình chỉ hướng xuống. Bạn nhập cả đầu dài trục vô, tức là bạn nhập khoảng cách 1, 2 vào đó. Ví dụ khoảng cách 1, 2 mình cần là 200. Enter. Rồi, 200 là khoảng cách 1, 2 đó các bạn. 200 là khoảng cách giữa từ đây cho đến đây nè. Rồi sau đó bằng rê chuột vào tâm, bằng chi chuyển qua bên 4 hoặc là 3, bạn thấy không? Lúc này bạn nhập một nửa thôi. Ví dụ khoảng cách giữa 3, 4 mình cần một là 500 thì bạn nhập là 250 thôi. Nhập 250 nè, enter, có vẻ rồi. 250 là từ tâm ra thôi. Còn hồi nãy lần đầu tiên mình nhập 200 nó hiểu là khoảng cách giữa hai đỉnh luôn, tức là độ dài của cả một trục. Lần thứ hai bạn nhập nó hiểu là một nửa, bạn lưu ý chỗ đó. Đó là lệnh elif. Mình vẽ đúng kích thước. Trường hợp bạn không cần vẽ đúng kích thước, mình vẽ những cái sơ đồ, những cái lưu đồ để mình biểu diễn những cái quy trình, hoặc là mình vẽ mình bao cái chữ lại nhìn cho nó rồ, nhìn cho nó đẹp, thì các bạn làm như thế nào đây? Đây nha, ví dụ mình cần thay vì mình bao cái chữ F3 bằng cái hình chữ nhật có bo tròn bốn góc, mình các bạn có thể là mình dùng lệnh elif mình vẽ, thì mình bao cái chữ phòng ăn lại bằng cái lệnh elif chẳng hạn. Bạn làm như thế này, nhập lệnh vẽ elif nè, bạn tắt tạm cái bắt điểm đi, tắt tạm bắt điểm, phím tắt là F3 đó, tắt tạm đi để cho nó đừng có bắt điểm. Sau đó bằng lít chuột trái, đầu tiên lít chuột trái nha, để chọn đỉnh xuất phát nè, bật F8 cho thẳng góc, bằng canh, canh bằng mắt thôi, canh bằng mắt, chọn điểm lít chuột trái, chọn điểm tiếp theo. Sau đó bạn di chuyển chuột vào tâm, rồi bạn hướng ra nè, bạn hướng ra bằng canh cho nó tương đối vừa bao cái chữ là được rồi. Rồi bạn lít chuột trái, như thế là mình đã bao được cái chữ này lại, vừa khít rồi. Cần tương đối như thế này là ổn lắm rồi các bạn. Rồi đó là cái cách mình vẽ hình elif để mình bao chữ hoặc là mình bao cái khu vực cho nào nó lại. Ví dụ như mình bao cái khu vực này, nhập lệnh elif nè, chọn điểm xuất phát, chọn điểm còn lại, căn tương đối bằng mắt, bao lại đó, như vậy đó. Sau khi vẽ xong rồi bạn nhớ bật bắt điểm lên đó lại, chứ nếu không bắt lên là thôi bạn vẽ nó không có bắt điểm nha. Bật lên, phím tắt là F3 đó. Cái phần bắt điểm này bạn nào mà bạn lưu ý mình hướng dẫn trong video số 3, số 4 gì đó các bạn coi lại nha. Phần này rất là quan trọng, có nhiều bạn xem thường cái phần này. Các bạn không hiểu cái phần này bạn vẽ rất là khó chính xác, đặc biệt là các bạn vẽ cơ khí. Các bạn phải coi cho kỹ video số 3, số 4 mình hướng dẫn đó. Là cái phần bắt điểm này nè, các bạn chú ý cho kỹ nha. Rất là quan trọng, vẽ cho chính xác được đó là nhờ cái này. Phím tắt là F3, bạn chú ý. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lệnh vẽ point. Thì bình thường mình cũng chẳng có lệnh point là điểm, mình cũng chẳng có chấm những cái điểm này một cách đơn độc để làm gì, mình phải chấm nó theo một cái quy luật nào đó. Cho nên cái point này nè, nó lồng vào bên trong hai lệnh. Lệnh thứ nhất là divide, tức là bạn vào đây nè, bạn vào draw, rồi bạn vào trong menu point, bạn thấy nó có hai lệnh không? Divide là chia, divide là toán chia đó, divide là chia. Lệnh thứ hai là measure, tức là đo. Lệnh tắt nó là ME, còn divide lệnh tắt là DIV. Thì bạn nhập DIV từ bàn phím gõ Enter cho nó nhanh. Còn lệnh này bạn nhập ME Enter từ bàn phím cho nó nhanh. Trước tiên mình chỉ cho các bạn lệnh divide, lệnh này bạn dùng nhiều hơn lệnh bên dưới.
Rồi lệnh này nha. Divide dùng để chia đều đối tượng mình qua cái file mới hoàn toàn nè. Ví dụ mình có một cái line như thế này, hoặc là mình có một cái đường cong FBL mình vừa hướng dẫn cho các bạn vừa rồi đó. À, hoặc là mình có một cái cung tròn, hoặc là mình có một cái hình tròn. Đây, tức mình liệt kê đã hết các cái trường hợp để cho các bạn thấy cái lệnh này nó thực hiện như thế nào đây. Bây giờ mình cần chia đều cái đồng thẳng này làm 5 phần bằng nhau chẳng hạn. Thì làm như sau, bạn nhập lệnh div enter từ bàn phím. Sau đó các bạn chọn đối tượng cần chia, rồi bạn nhập số phần cần chia. Ví dụ mình cần chia làm 5 và nhập 5 enter. À, mình nhập 5 enter rồi sao không thấy cái điểm nó chia hiện ra? Nếu cái điểm cần chia bạn không chưa thấy nó hiện ra đó thì bạn vào trong menu format nè. Rồi bạn vào trong cái menu cái tiếp cái thẻ point style tức là kiểu điểm, kích vào đây. Nó hiện ra cái bảng a à, dấu chấm nó nằm trên đoạn thẳng thì bạn không thấy phải rồi. À, khoảng trắng này đương nhiên là không thấy. Khoảng trắng này là dùng để làm gì tí xíu giải thích cho các bạn ngay. Bạn chọn những cái kiểu khác trừ hai kiểu đầu ra, lấy dấu cộng, dấu chéo gì cũng được. Ok. Bạn thấy 5 phần bằng nhau không? 1 2 3 4 5. 5 phần này nó bằng nhau đó. Tương tự mình cần chia cái hình tròn này làm 5 phần để mình vẽ cái ngôi sao chẳng hạn. À, ngôi sao. Rồi sắp tới Noel rồi, các bạn vẽ ngôi sao để làm cây thông Noel nha. Rồi bạn nhập lệnh div nè, enter. Rồi các bạn chọn đối tượng cần chia là cái hình tròn. Rồi bạn nhập vào số phần cần chia là 5, enter. Bạn thấy chia làm 5 phần các bạn. Để vẽ ngôi sao bạn nhập body line hoặc line nè. Rồi điểm xuất phát đây đi, điểm tiếp theo tới đây, điểm tiếp theo đây, lấy chuột trái đó, bạn lấy chuột trái thì vẽ line nha. Này lấy chuột trái, lấy chuột trái. Xong rồi, đó là mình vẽ được cái ngôi sao rất là đều nha. Mà cái cung tròn bạn cũng làm tương tự, đường cong bạn cũng làm tương tự ha. Rồi sau khi vẽ xong rồi, những cái điểm chia này bạn đừng có xóa, tại khi bạn xóa rồi nó sẽ mất, bạn muốn hiện lại hiện không được. Cho nên các bạn đừng có xóa mà các bạn vào lại menu format, vào point style. Bạn chọn lại dấu chấm và khoảng trắng. Khoảng trắng là ý nghĩa đó đó. Hồi nãy bây giờ mình giải thích cho bạn hiểu khoảng trắng nè. Thì bạn chọn khoảng trắng tự động nó ảnh đi. Đó là sau khi bạn vẽ xong rồi chọn khoảng trắng nha. Bạn thấy nó mất đi không? Bạn muốn hiện lại, bạn vào format, point style, bạn chọn lại dấu cộng, dấu chéo gì đó bạn sẽ thấy thôi. Đó, bạn thấy nó hiện lại nè. Cho nên cái khoảng trắng là ý nghĩa đó đó. Rồi vẽ xong rồi, chọn point style. Rồi bạn vô bạn chọn khoảng trắng thì nó mất. Ok, đó, bạn chú ý chỗ đó. Đừng có xóa, bạn lưu ý đừng có xóa nha, nó mất thời gian lắm. Khi muốn hiện lại thì hiện không được. Tiếp theo mình hướng dẫn cho các bạn một lệnh nữa, lưu ý cái lệnh divide này bạn dùng rất là nhiều nha, dùng rất là nhiều. Lệnh tiếp theo mình dùng đó là lệnh measure, lệnh tắt là ME, à, mình hay gọi là cái mir, mir là cái thước á, ME là dùng là lệnh tắt của measure, dùng để đo một cái đối tượng. Ví dụ cũng đo những cái đối tượng này nè, thứ nhất là line, thứ hai là cung tròn, thứ ba là đường cong, này đường cong. Nó đo những đối tượng này nè các bạn. Ví dụ mình muốn là từ cái phía đầu mút này nè, đo vào cứ đúng bằng để mình kiểm tra coi cái đồng thẳng này mình vẽ nó khoảng bao nhiêu ly nha. Kiểm tra mình mới biết được. Mình vẽ bất kỳ mình không biết. Dùng đi mình ghi ra thôi. Cái phần kích thước đó, mình sẽ chỉ cho các bạn cách thực hiện lệnh từng kích thước này vào những video khác, mình chưa có chỉ cho các bạn ở lần này nè. Mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Các bạn chú ý theo dõi. Rồi kiểm tra con số, à cái đoạn thẳng này, wow, nó tới 13.433 ly, tức là khoảng 13 thước tư đó. Rồi mình biết cái chiều dài nó khoảng 13 thước mấy. Bây giờ mình muốn là cứ từ cái đầu mút này nè, nó đo vào đúng bằng 2 mét chấm với mình điểm, 2 mét chấm điểm, 2 mét chấm điểm. Cái đoạn cuối cùng không đủ 2 mét, ngưng không làm. Rồi, mình làm như sau. Lệnh hồi nãy divide là nó chia đều, còn cái lệnh này là nó mình sẽ kiểm soát được khoảng cách này là bao nhiêu luôn. Khoảng bao nhiêu phần mình không biết. Rồi cách làm như sau, ME, Enter, chọn đối tượng về phía đầu mút cần đo. Ví dụ bạn cần tính, bạn muốn là nó đo từ đầu này đo vô thì bạn chọn về phía đầu mút này nè. Thì cái đồng thẳng nó có điểm giữa, nếu bạn chọn từ điểm giữa này về phía bên đây thì một lát nữa nó sẽ tính từ đây nó đo vô. Còn nếu bạn chọn về phía bên đây thì một lát nữa từ đầu này nó đo vô, bạn hiểu ý chưa? Bây giờ mình muốn là từ đầu này đo vô thì mình chọn đối tượng, lúc chọn đối tượng đó bạn chọn về phía đầu mút cần đo thì chọn đây chắc chắn là nó sẽ tính đầu này đo vô rồi.
Rồi sau khi chọn đối tượng bằng nút chuột trái. Sau khi chọn đối tượng xong rồi, nó yêu cầu bạn nè specify length of segment, tức là nhập vào cái chiều dài của một phần cần đo. Segment là một cái phần đó. Rồi bạn nhập vào. Ví dụ là 2 mét á. Enter. À cái điểm cần chia chưa nhìn cái điểm cần đo chưa nhìn thấy, bạn vào format point style. Giờ nãy mình chuyển cái khoảng trắng nó mất phải rồi, chọn lại dấu chéo bạn thấy à. Đây. Cứ từ đây nè, nó đo vô đúng bằng 2000 mm, nó chấm cho bạn điểm. Cứ 2000 mm chấm điểm, cứ khoảng cách này là 2000 mm đó. Cái đoạn cuối cùng này không đủ 2000 mm, nó không làm, nó ngưng lại. Do nãy mình chọn về phía đầu mút này, cho nên từ đầu này đo vô là vậy. Bạn muốn từ này đo vô thì bạn chọn về phía đầu mút này. Ok. Rồi lệnh này bạn chú ý cho đó ha. Hai lệnh này nó có sự khác nhau ở chỗ đó, này là chia đều, còn này là nó sẽ đo, tức là mình kiểm soát được khoảng cách đó. Tương tự đường cong mình cũng làm tương tự nha, cũng chọn về phía đầu mút, cung tròn cũng vậy. Thì đó là bốn lệnh mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Như hồi đầu video mình có nói đó, là mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để thiết lập lệnh tắt cho AutoCAD. Rồi, cách thiết lập lệnh tắt cho AutoCAD như thế này. Ví dụ bình thường đó, ví dụ lệnh like nhập vào đây, hoặc nhập L từ bàn phím, hoặc là lệnh vẽ hình chữ nhật đi, lệnh tắt là REC. Thì bạn nhập REC thấy lâu quá, giờ mình muốn là nhập hai lần R nó vẫn nhanh hơn đúng không? Hoặc là mình muốn thích là gõ một Enter nó hiểu là lệnh vẽ hình chữ nhật chẳng hạn. Thì làm sao để mình làm được việc đó? Các bạn làm như sao nha. Đầu tiên các bạn vào menu, bạn vào trong cái menu Tool, bạn vào Customize nè, tức là người dùng đó. Rồi bạn vào cái thẻ Edit Program Parameter ACAD.PDB nha. Rồi nó hiện ra cái cửa sổ này. Đây là cái cửa sổ nó tắt. Bạn kéo xuống này, bên đây nó có thanh cuộn này, mình kéo xuống. Đây. Đây là những cái lệnh tắt của AutoCAD người ta lập trình sẵn cho mình rồi. Đây là cái, ví dụ như A là bạn thấy là A nè, là arc là vẽ cung tròn nè. Hoặc là AC là làm gì đây nè, đó bạn thấy không? Đây là lệnh tắt. Đây là toàn bộ những lệnh tắt của AutoCAD nó nằm ở đây. Ví dụ như C, lệnh tắt của lệnh vẽ hình tròn circle. Thì cái nguyên tắc để lập trình cái để thiết lập lệnh tắt bạn chú ý thế này, tại CAD nó là phần mềm hở, nó cho phép người dùng tác động vào rất là thoải mái ở trên cái file này. Mình bắt chước giống như cái trong cái file này thôi. Thì đầu tiên là sau cái lệnh tắt này, bạn thấy lệnh tắt thì bạn thích gõ chữ gì cũng được, nhưng mà lưu ý cái lệnh chữ đó là CAD nó chưa sử dụng nha. Ví dụ sau cái lệnh tắt là phải có dấu phẩy, rồi mình cắt ra bao nhiêu cái khoảng trắng không có quan trọng lắm, nhưng mà trước khi nhập lệnh nguyên chữ phải có dấu sao. Sau có dấu sao bạn nhập lệnh nguyên chữ vào. Lưu ý nó không có phân biệt qua thường, mà có chữ thường cũng được nữa. Đó, bạn thấy lệnh tắt không? Đó, toàn bộ lệnh tắt này, bạn kéo xuống bạn thấy rất là nhiều nè. Rất là nhiều lệnh tắt ha. Đó, rất là nhiều. Mấy cái lệnh này là mình thiết lập trước đó nó mới có. Bây giờ mình xóa anh bỏ đi nè. Xóa anh bỏ. Để mình quay nó lại đó mà. Rồi, mình bỏ hết rồi. Coi như mặc định rồi ha. Bây giờ mình muốn bạn để trỏ vào bất kỳ cái khoảng nào cũng được hết trong đây, chứ không nhất thiết là phải để bên trên đầu hay dưới cuối cả, để trỏ chỗ nào cũng được hết. Sau đó bạn gõ Enter ngay xuống dòng. Rồi những cái gì bạn thêm á, bạn để ra ngoài, bạn nhấn phím Tab T A B trên bàn phím á, Tab cho nó ra. Để mình nhìn kiểm soát được cái gì mình thêm. Rồi ví dụ như mình muốn thiết lập lệnh tắt cho R dễ hình chữ nhật, thì mặc định của hình chữ nhật R là đây nè, là lệnh tắt là REC. Bây giờ mình thích là gõ một Enter là vẽ hình chữ nhật chẳng hạn, thì bạn làm như sau. Bạn nhập một thì phần lớn phím số CAD chưa có sử dụng, thì trước khi bạn làm bạn phải thử coi CAD nó sử dụng chưa. Ví dụ như một Enter, mình thấy cái này mình thiết lập trước đó CAD nó nhớ thôi. Giả sử mình thấy là hai Enter thì CAD nó chưa có sử dụng, hai hai mình cũng đã xài rồi, tức là do mình thiết lập thôi chứ CAD nó chưa có sử dụng đâu. Cứ bằng cứ thử, bằng nhập thử cái lệnh rồi mình gõ Enter. Nhưng mình muốn gán là REV chẳng hạn, REV CAD cũng xài rồi nha. Hai lần, ba lần R chẳng hạn, ba lần chữ R, Enter. Thì mình thấy CAD chưa có xài. Mình nhấn vào mình thấy nó không có hiện ra gì cả, mình biết chưa có xài. Mình tận dụng nó. Thì phần lớn là hai lần nhấn phím chữ và phím số là CAD chưa có xài. Rồi, đầu tiên lấy một, sau cái lệnh tắt là dấu phẩy. Mình cắt ra, táp ra một cái. Rồi trước khi nhập lệnh nguyên chữ phải có dấu sao. Nhấn giữa dấu sao nha. Nhập vào dấu sao. Sao có dấu sao là lệnh
nguyên chữ phải nhập cho đúng. Làm sao biết là nguyên chữ của nó? Mình coi trong đây nè, ví dụ là ve chữ nhật, đây red là mặc định của AutoCAD, nó là red pen nè. Bạn có thể copy này, bạn thả lên red pen, hoặc bạn vô đây, bạn trỏ chuột vào đây, bạn chờ xíu, bạn thấy có cái chữ không, cái chữ lớn, chữ chữ in hoa bên dưới đó các bạn, cái chữ in hoa bên dưới đó, chứ không phải là chữ rectangle ở trên nha. Rectangle, đúng rồi, đó là chữ rectangle. Rồi bạn nhập vào, rồi đây rectangle một, rectangle nó không không bị qua thường đâu, mình chỉ biết chữ thường là được rồi. Rectangle đúng chưa ta? Ok, đúng rồi. Enter này, rồi bạn tab ra nữa. Bây giờ mình muốn là CC là lệnh copy chẳng hạn, CC nhắn CC nó vẫn nhanh hơn là CO chẳng hạn. Đó, CC CC cái chưa có sử dụng. Sau cái lệnh tắt là phải có dấu phẩy. Rồi bạn cắt ra. Sau trước khi nhập lệnh nguyên chữ có dấu sao. Rồi bạn nhập vào cái lệnh nguyên chữ. Ví dụ như copy. Đó. Rồi, như hồi nãy mình có nói cái lệnh để vẽ đám mây CAD nó chưa có lệnh tắt, thì bạn thiết lập cho cái lệnh tắt cho lệnh vẽ đám mây này như sau. Bạn nhập vào, thì mình lấy là con số 3 đi, số 2. Số 2 là vẽ đám mây chẳng hạn, sao là dấu phẩy nè. Tab đăng cái, nhập dấu sao. Rồi, nhập lệnh vẽ đám mây. Mình muốn biết đám mây là gì, mình kích vào đây. Bạn để ý cái chữ in hoa bên dưới á, REV, lao đúng không các bạn? À đó, REV Cloud. Mình nhập vào đây, REV Cloud, Cloud đám mây đấy, Cloud. Rồi, bạn kiểm tra có đúng chưa? REV Cloud, rồi đúng rồi. Tương tự như vậy, mình thiết lập cho nhiều lệnh nữa. Trong quá trình hướng dẫn CAD, mình sẽ chỉ có rất là nhiều lệnh mà CAD chưa có lệnh tắt, thì các bạn vào đây, mình thiết lập lệnh tắt cho nó nha. Sau khi thiết lập lệnh tắt rồi, bạn đóng cửa sổ lại, nó hỏi bạn nè, có muốn lưu lại không? Mà trả lời là yes, sao có. Một là bạn tắt CAD, bạn mở lại thì nó sẽ có những lệnh đó. Hai là bạn không cần tắt CAD, bạn nhập vào lệnh này để kích hoạt nó nè. R-E-N-I-T. R-E-N-I-T là chiếc tắt của chữ re-intent, tức là làm tươi ha. Rồi bạn thấy hiện là cái cửa sổ này không? Bạn kích vào BDB file, ok, xong. Bây giờ mình thử nha. Dán chữ nhật nè, lệnh tắt mặc định là REC đúng không? Đây, bạn thấy dán chữ nhật không? Hồi nãy mình có thiết lập thêm là số 1 đó, 1 enter vẫn vẽ số vẽ chữ nhật nè. Đó, 1 enter vẽ chữ nhật rất nhanh. Hoặc là cái lệnh vẽ đám mây, hồi nãy mình thiết lập là số 2 đó, 2 enter, bạn thấy nó vẽ đám mây không các bạn? Đây đó, nhanh hơn. Hoặc là lệnh copy nè, CC enter, bạn thấy nó vẽ chọn lệnh copy không? Đây. Rồi, đó là cách thiết lập lệnh tắt ở trong AutoCAD. Rồi, video này mình kết thúc tại đây. Trong quá trình thực hiện đó, nếu các bạn mà chưa kịp hiểu những cái gì mình chia sẻ đó, thì các bạn vui lòng hỏi ở bên dưới một comment đó, mình sẽ trả lời đầy đủ cho các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Các bạn nếu thích thì các bạn vui lòng nhấn subscribe để đăng ký vào trong cái kênh YouTube của mình. Để đăng ký subscribe, các bạn phải đăng nhập vào cái địa chỉ Gmail. Rồi sau đó các bạn nhấn vào đăng ký subscribe, cái chữ đỏ đỏ bên dưới video các bạn thấy đó. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ những video mới, các bạn sẽ nhận được ngay. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt các bạn.